Vâng, anh Phương xin trân trọng kính chào tất cả các bác khách hàng thân yêu. Trong những ngày này, những ngày cuối năm, tất cả mọi người đều rất là vất vả và cũng đã tất bật để chuẩn bị chào đón một cái buổi Tết, một cái không khí Tết, một không khí xuân. Và ai cũng đang thu xếp để gói gọn công việc. Rồi là chúng ta cũng mong muốn sắm cho gia đình nhà mình để đánh dấu một cái năm thành công, để đánh dấu một năm đã gặp nhiều may mắn và chào đón một năm mới. Thì ngày hôm nay rất vinh dự cho trung tâm điện tử Khương được phối ghép một dàn máy rất là cao cấp để gửi về thành phố Thanh Hóa cho một bác khách hàng thân yêu của anh Phương. Một cấu hình ngày hôm nay bác đang được quan sát là có một cặp loa full đôi của dòng Mỹ, đó là dòng JBL và JBL TR225. Dòng loa này sử dụng 2W40, công suất rất là lớn và một tép kèn. Nó có thể đánh vào không gian rất là rộng. Bác khách hàng của anh Phương ngày hôm nay đang sử dụng để đánh một không gian tầm khoảng 5-60m². Anh Phương đã setup cho bác một dàn máy, trong đó có sử dụng con vang số DBS700. Đây là một trong những dòng vang mà cho cái chất âm ngọt ngào, khả năng xử lý âm thanh đỉnh cao. Và đặc biệt là dưới bàn tay của nghệ nhân Anh Phương, một trong những người giàu kinh nghiệm về xử lý vang số, chúng ta đã có một cái sản phẩm có hồn và một quả súp. Chúng ta thấy là quả súp ở đây là quả súp của Anh Quốc, đó là quả súp sao chắc với từ 220 côn 100 bát 50, sẽ bổ sung toàn bộ cái dải trầm sâu và uy lực để giữ cho dàn máy của mình nó có lực có hồn. Và sau đây xin mời các bác hãy cùng với tôi ngân nga một vài ca khúc, một vài câu để trước khi chuyển đôi loa này cũng như dàn máy này về với bác khách hàng Thanh Hóa Bình Phương. Xin mời các bác cùng với em. Chiều nắng pháo bay đầy trước ngõ, ta từ thương ngây giàn hoa đi lấy chồng. Đường xưa bỗng bây giờ buồn tênh, mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa trách sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Vang xưa bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa, xin đành hẹn trong mơ. Vâng, một ca khúc thể hiện rất là hay trên dàn máy chuyên nghiệp. Hãy liên lạc với anh Phương với số máy 097 498 555. Anh Phương sẽ hân hạnh được phối ghép cũng như tư vấn phối ghép những dàn máy âm thanh cho những bộ cấu hình âm thanh sự kiện, những bộ cấu hình âm thanh gia đình để chúng ta chào đón một xuân mới nhiều niềm vui, nhiều kết quả và nhiều thành công, nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ạ.